cải bó xôi hấp đậu hũ nè. Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm chả đậu hũ cải bó xôi nha các bạn. Ở đây là có nửa ký đậu hũ, mình đậu hũ trắng mình đã mua về và đã luộc sơ, mình vắt ráo rồi. Ở đây là có 50 gram tàu hũ kỳ lá, mình cũng rửa rồi, một lát mình sẽ luộc trở lại. Ở đây là có 100 gram cải bó xôi, ớt. Ở đây là một muỗng cà phê bột niêm, 1/4 muỗng bột ngọt, 1/3 muỗng bột hành, 1/3 muỗng bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên, mình cắt cải này ra mình luộc nha. Bây giờ nước đã sôi rồi, mình đã cho vào một chút xíu muối rồi, bây giờ mình cho cải vào. Bây giờ mình sẽ vớt ra thao nha các bạn. Vớt cho vào thao nước lạnh. Bây giờ cải mình cũng đã luộc xong rồi các bạn. Luộc rồi mình vắt cho thiệt là ráo nha. Vắt cho ráo thiệt là ráo luôn. Rồi tàu hũ lá mình cũng đã luộc rồi, giờ mình sẽ sắc nhuyễn nha. Giờ kế tiếp mình cho đậu hũ vào luôn. Cho hết gia vị vào. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng đường cát, cà phê đường cát nha. Cho vào 2 muỗng canh dầu. Muỗng canh này là muỗng canh cũng nhỏ nha các bạn. Muỗng ăn hủ tiếu, ăn phở. Bây giờ mình sẽ bóp lại. Bây giờ mình hết bao tay mà chưa mua được, mình lấy cái bịch ni lông mình mang đỡ vào rồi mình trộn cho nó đều nha. Nó thấm gia vị. Mình cho vào đây 1/3 muỗng muối rồi nha các bạn. Cho nó lạt lạt thôi chứ đừng cho nhiều quá, nó mặn. Tại vì bột niêm nó cũng mặn rồi. Tại vì mình khi mình làm món này rồi mình có thể là mình chế ra nhiều món ăn khác, nên mình làm vừa vừa thôi. Chả này các bạn hấp xong có thể cắt ra ăn liền được luôn nha. Bây giờ mình cũng đã trộn xong cho đều hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái khuôn mình chuẩn bị rồi. Cái khuôn mình sẽ chế vào đây một chút xíu dầu, mình tha. Mình tha 4 cái thành khuôn. Cho nữa mình lấy ra nó dễ. Bây giờ mình sẽ cho nó vô khuôn nha. Bây giờ mình đã bắt nồi nước sôi lên rồi, giờ mình đem hấp nha. Các bạn hấp chừng 20 phút là chín rồi nha các bạn.
Này mau chín lắm. Rồi giờ mình sẽ đem đi hấp. Trong khi hấp thì mình đẩy cái tờ giấy kiến lên, các bạn lật cái bề bóng xuống nha. Bề không bóng mà để nằm ở trên. Rồi giờ đem hấp. Bây giờ mình đã cho vào nồi mình hấp rồi nha. Giờ mình sẽ đậy nắp lại. Trong thời gian 20 phút mình sẽ quay lại nha. Bây giờ chả đậu hũ mình đã hấp chín rồi, mình cũng lấy ra rồi nha. Nó cũng còn nóng nóng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Nó còn nóng lắm. Nó nguội thì nó sẽ chắc hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt đậu hũ rồi nha các bạn. Rất ngon nha các bạn. Nó còn nóng quá. Bây giờ mình sắt xong rồi nha các bạn. Cái này các bạn mà khi mà chín rồi thì mình lấy ra để nguội, bỏ vào cho vào tủ lạnh. Nếu mà ăn nóng á, ăn liền luôn khỏi chiên á, thì cứ để như vậy là làm chén nó tương ăn. Cái này là mình gia vị ở trong đậu hũ này nó rất là vừa ăn rồi. Nó không có dư mặn dư ngọt gì nha các bạn. Nhưng mà các bạn cũng nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình. Còn mình lấy ra mới lấy ra liền thì nó vẫn còn mềm nha. Nó không có cứng. Rất là ngon luôn. Còn nếu mà mình để trong tủ lạnh thì nó sẽ chắc trở lại, nó sẽ cứng trở lại. Còn bây giờ là lát nữa mình chiên nha. Mình chiên mấy miếng để cho các bạn tham khảo. Bây giờ mình đã bắt dầu lên cũng đã nóng rồi nha. Mình sẽ cho đậu hũ ra mình chiên. Lửa vừa thôi. Bây giờ món đậu hũ hấp cải bó xôi của mình đã chín hoàn thành hết rồi nha các bạn. Các bạn cứ làm thử nha, ăn ngon, ăn với cơm rất là ngon luôn nha. Thôi giờ mình xin chào nha. Mình hẹn lại clip sau. Chúc gia đình luôn được bình an. Này mình chấm với tương ăn, ăn với cơm rất là ngon luôn. Đơn giản mà ngon. Ăn nó cũng giòn, béo, rất là béo nha các bạn. Thôi mình xin chào nha.